Nếu như khách hàng mà muốn tìm cho mình một chiếc xe Kia Morning này, Hyundai i10 này, hoặc những cái chiếc xe tập lái, hoặc bằng những xe một đầu mà dễ đi đấy, thì các bác cứ nhấc máy lên, gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790. Thảo nào khách hàng cũng có thể mua được xe. Ví dụ như chiếc xe trước mắt khách hàng đây chỉ có 145 triệu nhá, 145 triệu cho một chiếc xe Kia Morning bản Sport cực chất cho em. Xi nhan trên gương la răng thể thao đẹp rồi, và biển 99 này, đèn halogen này, đèn gầm đầy đủ cho em. Bản Sport số sàn đời 2010, trang bị động cơ là 1.1, giá chỉ có 145 triệu thôi. Nhưng các bác nhìn này, 145 triệu. Thay vì đi một chiếc SH vừa lóng mà không tránh được nắng, không tránh được mưa, thì các bác đi cho em một chiếc xe, một chiếc xe Kia Morning đi ạ. 145 triệu mà điều hòa thì mát lạnh, túi khí an toàn đầy đủ cho em. Đấy các bác nhìn đấy ạ. Có cổng sạc 12V sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài đầy đủ đây, điều hòa thì led căng luôn các bác nhé. Động cơ chỉ có 1.1 thôi nên là nó siêu tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Các thanh chừa hướng này, điều hòa hoạt động hoàn toàn bình thường. Ghế da thì ghế da hai màu cực chất cho em luôn. Trần cũng là trần da 3D đẹp cho em. Kể cả đèn trần vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường, các bác nhìn cho em này. Xe rất là dễ đi, rất là dễ lái, cực kỳ nhỏ gọn thôi. Nên các bác có tập lái này, hay là các bác có đi gia đình rất là ok cho em này. Điều hòa thì mát lạnh, 145 triệu, đời 2011. Đó, các bác nhìn cho em này. Chưa bao giờ ô tô mà nó lại rớt giá nhiều như vậy đúng không ạ? 145 triệu mà mua được xe ô tô đi. Điều hòa mát lạnh, la răng thể thao đẹp. Hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng, hai bánh sau là phanh tang trống này. Không phải là phân vân hay là lăn tăn quá nhiều với cái mức giá này đâu. 145 triệu em sẽ còn bao rút hồ sơ cho mình luôn, để các bác nữa phải đi lại vất vả nhá. Đây, từng con ốc, từng chi tiết em quay đẹp cho mình. Đời 2010 vẫn giữ được một cái phong độ nhất định cho mình đúng không ạ? Kia mà, Kia Morning đây. Form dáng thì hatchback, lốp sơ cua này còn đầy đủ cho em này, sàn bẹ sạch sẽ cho em. Form dáng hatchback bản Sport nên là cái khoang cốp nó cũng vừa phải thôi, không quá to. Nhưng các bác nhìn này, keo chỉ này, zin đét luôn phần lắp cốp luôn. 2010 giá chỉ có 145 triệu số sàn. Bạn này là bản Sport 1.1 ạ. Đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản nhá, làm hai cái ô tròn như thế này, rất là sắc nét luôn này. Cũng không hề bị hấp hơi hay là mờ nước các bác nhìn này. Đứng cho các bác xem được tổng thể dáng của em nó này. Nhỏ gọn xinh xắn luôn đúng không ạ? Na răng thể thao, lốp này. Lốp còn ăn luôn những cái hòn sỏi vào đây thì làm sao mà đi cho còn lâu đúng không ạ? Đi còn lâu. Hòn sỏi nó còn cắm vào đây như này cơ mà. Lốp này nó cũng như xe của dép của mình thôi. Nếu như hết ma sát rồi thì không thể nào ăn được hòn sỏi vào dép. Nhưng mà còn cái khe rãnh sâu ấy thì còn đi được rất là lâu chứ các bác nhé. Nói chung là với chiếc xe như thế này thì các bác đi gia đình, hoặc thậm chí như là khu vực dưới em, nhiều bác thợ là chủ cai xây, cai sơn, các bác đi còn mua xe này về để cho thợ đi cơ. 145 triệu với mức xăng chi phí đắt đỏ như thế này, các bác thuê thợ thì các bác cũng phải mua mất xe máy cho khách cho thợ đi. Phải 3-4 chiếc xe máy đã mất tiền xe máy rồi, xong lại còn phải đổ xăng cho thợ. Thay vì đi xe máy mà chỉ chở được một người lớn nhá, một chở một, thì các bác đi cho em một chiếc xe ô tô đi. Đăng ký này là 5 chỗ ngồi thì các bác một bác tài chở được thêm này rất là nhiều người, túi khí an toàn đầy đủ cho em, quá là chất lừ luôn. 145 triệu đi gia đình, đi chở thợ công trình rất là ok luôn. 1.0 thì nó là siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi. Với chiếc xe này thì option đồ chơi nó không có nhiều, nó chỉ đơn giản là thay một chiếc xe máy để khách hàng nhà mình đi đỡ bị mưa này, đỡ bị nắng này, hoặc là chở thợ thuyền đi này, thuê thợ về làm xây hay là sơn này. Nội thất bên trong đây em cũng quay luôn cho các bác xem nhé. Xe này em cam kết rồi, không đâm xô, không gập nước. Kể cả là xe 60 triệu các bác mua em cũng cam kết cho mình, chứ không phải nói là một xe hơn 100 triệu. Dù hơn 100 triệu so với đời ô tô nó cũng là một mức mà, mức chi ra rất là rẻ thôi. Nhưng nó cũng là mồ hôi nước mắt của mình, vẫn phải cam kết cho khách hàng nhà mình xe phải đẹp, để các bác đi về vừa đi gia đình,
vừa đi có việc của mình, cho thợ đi hay đi gia đình thì vẫn phải là ok đúng không ạ? Không lại vừa đi vừa đụng thì đúng là chết rồi. Vừa rồi thì em đã báo giá một video chi tiết nhất về chiếc xe Kia Morning. Bản này là bản Sport đời 2010, số sàn, giá chào bán chỉ có 145 triệu. 145 triệu mà chở được 5 người. Em cũng sẽ hứa với khách hàng nhà mình là em sẽ bao rút hồ sơ đi, để các bác về chỉ việc đi thôi, không phải là vất vả về giấy tờ nữa nhé. Em sẽ bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Và địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong là khách hàng đến này, chạy thử cảm nhận xe, ưng là xuống tiền mua xe thôi. Số điện thoại của em là 0354602790. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy cho em Lê Hương xin một lượt đăng ký kênh, lượt thích trang, một lượt thích trang nhé, cũng như là bật quả chuông thông báo lên khi em Hương up video lên. Xe này hợp với nhà mình, phục vụ kinh tế này, phù hợp kinh tế cũng như là phù hợp với mục đích sử dụng nhà mình thì nhấc máy lên mà gọi cho em ạ. Còn video của em đến đây là hết rồi. Kia Morning 145 triệu ạ.